Du khách nước ngoài đã bị sốc bởi một điều bình thường này ở Việt Nam và nói chuyến đi du lịch Việt Nam là thời gian đẹp nhất trong đời của mình. Các bạn thân mến, trong lúc lướt YouTube, mình đã thấy có một video hay có tiêu đề như sau: Hà Giang núp Việt Nam là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Video này được đăng tải trên kênh YouTube Backpacking Coast. Hà Giang núp là một trong những cung đường du lịch vòng lặp xung quanh Hà Giang. Ví dụ khi ta xuất phát từ km số 0 Hà Giang đi lên các điểm vùng cao như Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc, rồi đi một vòng lặp hình cung rồi lại kết thúc ở km số 0 Hà Giang. Như vậy gọi là Hà Giang núp đó các bạn. Nơi đây thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm. Nhiều bạn Tây nước ngoài đi Mae Hong Son Loop bên Thái cứ ngỡ đã rất đẹp, nhưng khi sang Việt Nam đi Hà Giang Loop thì các bạn ấy bảo là không có từ nào để diễn tả được hết vẻ đẹp nơi đây. Nhiều người thốt lên rằng Hà Giang Loop là chuyến đi khám phá đẹp nhất trong cuộc đời của tôi, không có nơi nào mà để lại được nhiều ấn tượng như vậy. Phải công nhận rằng Việt Nam ta luôn khiến cho du khách nước ngoài phải trầm trồ từ vẻ đẹp thiên nhiên, con người đến vô số hình ảnh độc lạ mà không nơi nào có được. Ngay cả hình ảnh chiếc máy xúc leo lên xe tải cũng khiến cho rất nhiều du khách nước ngoài phải trầm trồ, vì đó là lần đầu tiên trong đời họ được chứng kiến kỹ năng lái máy xúc lên xe tải của Việt Nam. Điều đó đã khiến họ mở mang tầm mắt. Ngay cả những con trâu cũng khiến cho nhiều du khách phải trầm trồ và không quên lấy điện thoại di động ra để quay. Đó là một trong những ấn tượng khó quên đối với du khách nước ngoài khi đến Việt Nam. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem du khách nước ngoài đánh giá như thế nào về Hà Giang Loop nhé. Đầu tiên, chúng ta đến với chia sẻ của YouTuber Backpacking Coast. Người này nói: "Chúng tôi đã có một khoảng thời gian đẹp nhất trong đời của mình trên con đường Hà Giang Loop. Chúng tôi đã gặp được những con người thật tuyệt vời và luôn muốn kết bạn với họ suốt đời. Niềm hạnh phúc của chúng tôi khi ngồi trên chiếc xe máy và khung cảnh không thể tin được của Việt Nam. Trước khi bắt đầu chuyến đi này, chúng tôi đã rất phấn khích và tôi nhận ra đây là một khoảng thời gian tuyệt vời. Vì không phải là một vlogger chuyên nghiệp nên du khách này không biết diễn tả chuyến đi của mình như thế nào. Đa số video là những hình ảnh ngạc nhiên, trầm trồ trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên và con người Việt Nam. Trước khi đến Việt Nam, vlogger này đã từng đi đến Thái Lan và Lào, nhưng hai địa điểm này không để lại nhiều ấn tượng như khi ở Việt Nam." Không chỉ có mỗi YouTuber Backpacking Coast nói đến Việt Nam du lịch là một khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời, mà còn có cả một YouTuber khác tên là Nomad Realist. Người này cũng có quan điểm như vậy. YouTuber Nomad nói: "Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Ở đây có những con đường uốn lượn qua những hẻm núi ngoằn ngoèo và những con đèo ngoạn mục. Hà Giang Loop là một giấc mơ trở thành sự thật đối với những khách du lịch thích phiêu lưu, khao khát những trải nghiệm mới lạ. Đây cũng là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Còn các bạn chần chừ gì nữa, hãy nhanh đóng gói hành lý và đến ngay Hà Giang Loop thôi nào." Đó là chia sẻ của YouTuber Nomad Realist cũng như YouTuber Backpacking. Nomad Realist cũng không phải là một vlogger chuyên nghiệp. Mục đích quay video của họ để ghi lại những trải nghiệm đáng nhớ của mình nên sẽ rất chân thực. Đó là chia sẻ của hai YouTuber trên. Còn các bạn muốn theo dõi cụ thể họ đã nói những gì về Việt Nam thì hãy ghé qua kênh của hai YouTuber này nhé. Mình có để link dưới phần mô tả. Sau khi hai video này được đăng tải thì đã nhận được lại rất nhiều tương tác và đồng tình của du khách quốc tế. Đa số họ đều công nhận Hà Giang Loop là chuyến đi đẹp nhất và khó quên nhất trong cuộc đời của họ. Cụ thể họ đã nói gì thì Bang Song 4.0 sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay sau đây nhé. Tiêu đề của bạn là chính xác. Đây sẽ là những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của bạn và bạn sẽ không bao giờ quên chúng. Mùa thu năm 2000, tôi đã ở Đông Nam Á 3 tháng. 8 tháng sau, tôi bị một tai nạn khiến tôi bị liệt từ cổ trở xuống. Nhưng tôi đã xem những video du lịch như của bạn và hồi tưởng lại những ngày đó cho đến khi tôi đứng vững trở lại và sống với chiếc ba lô. Chúc mừng tất cả các bạn! Chắc chắn đây sẽ là một niềm hạnh phúc khó quên. Hà Giang Loop là một trải nghiệm mà bất cứ ai sẽ không bao giờ quên. Tôi đã từng sống ở Việt Nam nhưng tôi không biết đi xe máy. Có vẻ như các bạn đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình khi ở đây. Các bạn có tin không? Tôi đã xem lại video này của bạn 3 lần bởi vì đây là video yêu thích của tôi. Nó thực sự rất vui, hạnh phúc khó quên, yêu các bạn. Châu Á là một nơi thú vị, không bao giờ hết điều thú vị để khám phá. Bạn đã có một số tương tác với người dân địa phương, chắc chắn bạn sẽ nhớ nó mãi mãi. Nó trông hoàn toàn tuyệt đẹp, Hà Giang Loop nằm trong danh sách mong muốn của tôi. Tôi và một người bạn thân nhất của tôi cũng đã ở đó một năm trước. Đừng bao giờ quên thiên nhiên Hà Giang tuyệt vời như thế nào và cách người dân ở đây đối xử với chúng tôi.
Tôi chưa bao giờ đến Hà Giang và các bạn đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Ồ, Hà Giang, nơi có con người thân thiện và cảnh đẹp. Chúc một ngày tốt lành, nhưng chú ý đoạn đèo hẹp nên để người có kinh nghiệm dẫn đoàn. Tôi đã xem các video về Hà Giang Loop và nó rất ấn tượng. Nhưng tôi thích video của bạn với âm nhạc và nó truyền tải bao nhiêu niềm vui, sự ngọt ngào. Mong xem được nhiều video của bạn về Việt Nam. Tôi thậm chí chưa bao giờ nghe nói về Hà Giang Loop và nó trông thật tuyệt vời. Các cô gái, bạn đang sống trong giấc mơ, yêu nhiều lắm. Đường vòng Hà Giang thật đặc sắc và thật đẹp. Video của bạn rất thú vị và tháo vát. Tôi đã đăng ký kênh của bạn ngay sau khi xem được video này. Cảnh đẹp và nội dung hay, cảm ơn vì đã chia sẻ. Sẽ cân nhắc thử vòng lặp Hà Giang này khi tôi ở Việt Nam. Tôi thường đi chơi ở vòng lặp Hà Giang khi tôi sống ở Hà Giang. Đó là một trong những vòng lặp tốt nhất. Tôi thực sự muốn đến Việt Nam, một đất nước xinh đẹp như vậy. Một đất nước rất đẹp và người dân rất thân thiện. Thực sự muốn quay trở lại miền Bắc Việt Nam, chúng tôi đã làm điều này ở Hà Giang vào năm 2019. Thật tuyệt vời nhưng hơi lạnh. Bây giờ chúng tôi đang lái xe ở Bắc Lào. Mong được đến thăm Việt Nam trong năm nay, vì vậy tôi sẽ theo dõi các video của bạn. Bạn đã thực hiện vòng lặp này với công ty nào? Người ta nói, sống trên đời này nhất định phải đến Việt Nam một hoặc nhiều lần. Rất đẹp và mang lại những kỷ niệm khi tôi làm điều này với vợ tôi vào năm 2019. Chúng tôi đã gặp một tai nạn vào cuối ngày và nó đã được ghi lại trên video, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể nói lên mức độ tuyệt vời của nó. Đó là bình luận của du khách quốc tế trên hai kênh Backpacking Goals và Nomad Realist. Sau đây chúng ta cùng nhau đến với những nhận xét khác trên một số kênh khác nhé. Đẹp lắm, Hà Giang đẹp lắm. 3 năm trước tôi đã thực hiện một chuyến đi bộ rất hoành tráng ở Việt Nam và đi bộ hơn 2.160 km từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Đi bộ 100%, tôi mất 3 tháng 3 tuần. Tôi đã đi vòng quanh Hà Giang 2 lần vào năm ngoái. Và đó là địa điểm yêu thích của tôi tại Việt Nam, thậm chí có thể là châu Á. Và khung cảnh núi non tuyệt vời đến những bữa tối gia đình, Hà Giang thực sự là một nơi kỳ diệu. Vừa thực hiện vòng lặp Hà Giang 2 lần trong chuyến đi 50 ngày ở miền Bắc Việt Nam, kết thúc chuyến đi bên thác nước lớn ở châu Á tại Bản Dốc để dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trong 1 tháng, trải nghiệm hoàn toàn tuyệt vời. Lên kế hoạch đến Việt Nam ngay khi tôi có thể, đó là một đất nước xinh đẹp và con người thật tuyệt vời. Các bạn có lẽ cũng nên đến thăm Nepal, đất nước xinh đẹp. Tôi chắc chắn bạn sẽ thích nó. Tình yêu dành cho Việt Nam từ Nepal. Chúc mừng! Tôi đã đi vòng quanh Hà Giang 5 ngày vào năm ngoái và đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của tôi từng có trong cuộc đời. Không thể tin được. Nếu bất cứ ai xem xét nó, hãy cẩn thận vì nó thực sự nguy hiểm. Haha. Đây là nơi đẹp nhất mà tôi từng đến ở Việt Nam. Hà Giang có một số cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời nhất trên thế giới. Mọi người nên đến đây. Đã thực hiện một vòng lặp trong 4 ngày cách đây vài năm vào cuối tháng 8 với bầu trời trong xanh rực rỡ. Đó là một trong những chuyến đi tuyệt vời nhất mà tôi từng thực hiện. Tôi đã đi vòng quanh Hà Giang vào tháng 8 năm ngoái và đó là trải nghiệm ngoạn mục nhất mà tôi từng có. Video này đã mang lại rất nhiều kỷ niệm đẹp, mọi nơi bạn đã từng dừng chân. Tôi đã leo lên mỏm đá giống như bạn ở cuối video nhưng khi nó khô ráo, không có bùn. Ngoài ra, đối với bất kỳ ai thích đi, bạn có thể thuê một chiếc xe máy hoặc bạn cũng có thể thuê một người lái xe và ngồi ở phía sau. Đã đồng ý, Hà Giang ở một cấp độ khác, một trong những cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất thế giới. Tôi đã làm điều đó 1.5 năm trước, chắc chắn là chuyến đi tuyệt vời nhất mà tôi từng thực hiện. Đó là bình luận của du khách quốc tế về Hà Giang Loop. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.